hết sảy con 37 luôn cô chú ơi. Nè, nó cắm xuống không ha. Cái nơm của nó cỡ hai mấy á, găng tay em cả nhà nó hơn xíu ha. Nè, hoành thân chắc nó cỡ 15 á cả nhà. Hoành thân cỡ 15 ha. Củ đế chỗ này chắc hai mấy quá. Tổng đế. Dạ em kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Rồi ngày hôm nay em có lên một số cái mã số mai á, em để em giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Rồi thì hôm nay thì em sẽ lên một số cái giống giống như là nhị ngọc toàn nè, siêu bông mình lợi, hoa hồng thanh tú á, cô chú anh chị thanh mai nè. Mong là cô chú mình xem clip á, mình thấy được cái mã nào thì mình ủng hộ giùm em nha cô chú ơi. Rồi mã số em giao lưu đầu tiên ngày hôm nay là mã số 1X nha cả nhà. 1X là giao lưu với mình là một cây cúc hoa hồng thanh tú ha. Cây cao tầm khoảng chừng 40cm cả nhà ơi. Tặng em cũng cỡ 40 ha. Hoành thân của nó 18, củ nó trên 30 nha cô chú anh chị mình ơi. Khi đi là em sẽ đi luôn cái chậu như thế này cho cô chú anh chị mình nha. Đó, cây khá là đẹp luôn, ghép được hai mắt bo cả nhà. Tàn chỉnh chu hết cho mình ha. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình giá là 500.000 ha. Em bao ship cho mã số 1X nha cô chú anh chị mình ơi. Tiếp theo là mã số 2X ha. 2X là một cây mai siêu bông bình lợi nha cô chú. Nè, siêu bông bình lợi nha. Cây này thì cao được cỡ 50 đến 55 cả nhà ơi. Tàn ngang cũng cỡ 50 55 ha. Cây này thì nút nụ kim nó lên nè cô chú anh chị. Nụ kim cho cô chú anh chị mình chơi Tết rất là nhiều ha. Nụ ok nha cả nhà. Hoành của nó cô chú. Hoành của nó là 23 hoành ha. Cây này 23, củ trên 30 nha. Củ cỡ 38 á cô chú anh chị. Rồi. Cây phơm dáng trực cả nhà. Tàn tròn đều cho mình luôn ha. Cũng ok cô chú. Rồi cây này em thanh lý cả nhà mình ơi. Giao lưu cô chú anh chị mình giá là 550 à. Em bao ship đến nơi cho mình luôn ha. Cây cũng khá là ok cô chú anh chị, đặc biệt là phơm dáng trực nữa nha. Cô chú anh chị mình thích thì mình alo giùm em ha cô chú ơi. Cây này thì là nút nụ chơi Tết khá là ok luôn nè. 550 em giao lưu cây này luôn nha và bao ship đến nơi cho mình ha cô chú. Mã số 2X nha. Siêu bông bình lợi ạ. Tiếp theo là mã số 2X luôn ha cô chú anh chị. 2X giao lưu với cả nhà mình là một cây mai nhị ngọc toàn cô chú anh chị nha. Cây này thì thân lắc nha. Đây, cây thân lắc củ đế nở cho mình nè cô chú. Đây, củ đế như thế này nha. Hoành của nó cỡ 15 nha cả nhà. Củ đế, bể đế này nè, nó cỡ 40 cả nhà. 35 đến 40 đi, tính vậy cho dễ cả nhà ơi, em có trừ hao ha. Thì cây là nó đang lên nút nụ nha cả nhà. Cây này hàng mình chơi Tết nè. Đây, nút nụ nó lên nè cô chú anh chị. Cái này nhị ngọc toàn nha cô chú. Cây này thì em đếm bo, em ghép được bao nhiêu bo. Cây này em ghép được 4 mắt bo cả nhà. Cây này em ghép 4 mắt bo ha. Củ đế cũng khá nè. Tàn cũng khá luôn. Cây này cao 60 cả nhà ơi. Tàn ngang của nó là cũng 60 luôn ha. Rồi. Cây này em giao lưu với cả nhà mình giá 600k ạ. Bao ship đến nơi cô chú anh chị mình. Cái hàng này em đi mở chậu nha cô chú anh chị. Em sẽ không ship chậu ha, em mở chậu lại cho mình nha. Tại vì cái hàng thuần chậu của cô chú, thuần bầu ha, nó cứng ngắt cái chậu mà cô chú anh chị ơi. Đó. 600k cho mã này em bao ship một cây mai nhị ngọc toàn của chú anh chị. 4X luôn. 4X là một cây mai dảo như ý á cô chú. Nè, dảo như ý cả nhà mình ơi. Cái phơm tàn cũng rất là ok nha cô chú anh chị mình. Này mình về mình lấy bo được nha. Mình chơi Tết cũng được nha. Cây nó đã có lên nụ kim rồi cả nhà. Nhỏ nhỏ như là nụ kim nè cô chú anh chị, trong mắt lá ha. Rồi, cây này thì cái đế nó nôm lên. Cái đế nó nôm lên nè. Tầm khoảng chừng 15cm ha. Rồi cái hoành của nó tầm khoảng chừng 14 nha cả nhà. Đó. Cây này hoành cỡ 14 ha. Cây này cao cũng cỡ 60 ăn lên đó cả nhà. Tàn cũng rất là ok ha. Thân lắc dáng thân lắc lắc á cô chú anh chị. Dáng cũng giống như là dáng thú á cả nhà. Đế nôm ha, cũng quái quái nha. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình giá 650 à, em bao ship nha. Em sẽ bỏ chậu lại, em không có đi chậu nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. 650 cho cây dảo như ý này nha cô chú ha. Mã số tiếp theo luôn cả nhà. Mã số này là mã số 5X nha cô chú anh chị. Mã số 5X nha. 5X em giao lưu với cả nhà mình ha, là một cái cây mai siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị ơi. Siêu bông bình lợi nè. Cây này thì củ đế nó khá đẹp ha cả nhà. Chiều cao cây này cỡ 45 đến 50 nha cả nhà. Nè, cái đường lắc thân nó cũng ok nha. Củ đế nó duyên lắm cô chú nè. Nhìn rất là cưng ha. Và cây này thì nút nụ nó lên nè cả nhà. Nó lên nút nụ cũng khá khá cả nhà. Trong đây là cô chú nhìn thấy nút nụ nha. Trong cái mắt lá là mình sẽ thấy nút nụ hết luôn. Rồi cây này á, cái hoành nó tầm khoảng chừng 15 á cô chú anh chị ơi. Cao là 45 ha. Tàn ngang cũng cỡ 45 50 luôn. Cái này em giao lưu cả nhà mình 550 nha.
em bao ship cả nhà. Cây này 550 nè, thấy cưng lắm cô chú anh chị. Bao ship đến nơi cho mình luôn nha. Một cây giảo siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Mã số 5X giùm em nha. Mã số tiếp theo cả nhà em giao lưu với cả nhà mình ha. Mã số này là mã số 6X ha cô chú anh chị. Một cây mai giảo như ý nha. Rồi cây này là hàng mini để bàn. Hàng bonsai cả nhà, củ đế khá là duyên dáng cho mình luôn. Cái hoành ở chỗ này nó cỡ 10 đến 12 cm á cô chú anh chị. Cái củ chỗ này cỡ 20 nha. Đây cô chú anh chị, cây này rất là cưng luôn nè. Rồi, cây này cao của nó là hơn 2 gang tay em ha. Cỡ 45 đến 50 nha cả nhà. Nè, nút nụ lên chi chít đây cô chú anh chị. Quay về lại cô chú anh chị mình thấy nụ ha. Nó nhỏ nhỏ như là nụ nè cô chú anh chị ơi. Nhỏ nhỏ như là nụ ha. Rồi. Xoay vòng của chú anh chị mình tham khảo cái này nha. Tàn nó cũng ok cô chú, vô cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh cho mình ha. Rồi, cái này mã số 6X em giao lưu với cả nhà mình là 450.000. Em sẽ bao ship tới nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Một cây mai giảo như ý như thế này ha cô chú anh chị. Nhìn rất là cưng nha, em đi luôn chậu ha cô chú ơi. Mình tham khảo giùm em nha. Mã số tiếp theo là mã số 7X. 7X là một cái cây siêu bông bình lợi nhà mình ơi. Nè, siêu bông bình lợi ha cô chú anh chị nè. Củ đế nó như thế này nha. Củ đế nó khá là duyên dáng luôn. Cái này là củ nở của chú hồi đó quấn giống như hình rắn á cô chú anh chị ha. Rồi mình âm dưới đất á, là nó sẽ nở tự nhiên á cô chú anh chị ha. Thì nó ra được cái củ như thế này. Cây này về mình lấy giống được á cả nhà. Mình chơi Tết cũng được. Một vài cái nụ gọn gọn thôi cô chú anh chị ha. Cây này thì nó chưa có lên nụ nhiều nha cô chú anh chị. Cái này về mình có thể mình sưu tầm làm giống nha cả nhà. Nụ thì nó cũng có nhưng mà nó chưa nhiều nha cô chú anh chị. Tiếp theo là số 8X ha. 8X là một mai giảo như ý cô chú ơi. Cây này mai giảo như ý nè. Cái này em vô cái chậu luôn ha cô chú anh chị. Cái này thì em ghép được 3 mắt bò. Cô chú anh chị mình về mình sưu tầm giống cũng được ha. Mình về mình chơi Tết cũng được luôn. Là em thấy nó đã lên những cái nụ kim li ti như thế này ha cô chú anh chị. Cây này thì chiều cao nó mình tính giùm em 40 nha. Hoành của nó là cỡ 8 cm, 9 cm ha cô chú anh chị. Đã trừ hao ha. Rồi, cây này thì giao lưu cả nhà mình giá 300 ngàn ha. Bao ship và đi luôn cái chậu như thế này cho mình ha. Giảo như ý nha cả nhà. Đó như ý mini để bàn ha, nhìn rất là cưng ha cô chú. Thế đến luôn ha, mã số 8X luôn. 8X một cây giảo như ý luôn cả nhà. Cây này hình thú nè, hình thú nhìn cưng ghê cô chú anh chị nè. Đó, hình thú ha. Rõ thú luôn. Cây này hoành chỗ này nó được chắc cỡ 14 á cô chú anh chị, 14 đến 15 cm ha. Tổng thú này chắc được 3 mấy á. Thì cái này là em ghép 2 mắt bo cô chú anh chị ơi. Cái này hàng chơi Tết được ha cô chú. Củ đế rất là dễ thương luôn nè, hình thú nè. Cao cỡ 40 nha cả nhà. Rồi cái này em xin phép giao lưu cả nhà mình giá là 500 nha. Em bao ship và đi luôn chậu một cây mai giảo như ý cho cô chú anh chị mình chơi Tết luôn ha. Mã số 8X cho cô chú. Tiếp theo 9X luôn. 9X cũng là một cây giảo như ý luôn nhà mình ơi. Nè, cô chú anh chị mình thấy giảo như ý ha. Cây này cũng rất là ok chú, tàn nhánh ok cho mình ha. Rồi. Cây này củ đế cũng khá là duyên luôn nè. Nhìn cũng khéo khéo ha cả nhà. Cây này ghép 3 mắt bo nha. Đó, củ đế nè. Cây này nó cao được 45 ha, tầng ngang cỡ 40 ha cả nhà. Tầng ngang không mình tính cỡ 30 ăn lên nha cô chú. Em vô cái chậu gọn gọn xinh xinh như thế này. Lúc nọ thì cũng có lên cho mình rồi luôn. Cái này là giao lưu cả nhà mình giá là 400 ha. Em bao ship tới nơi cho mình luôn cô chú anh chị. 400 ngàn. Số cuối clip ngày hôm nay là mã số 10X ha cả nhà. Trời ơi một cây mai nhị ngọc toàn cô chú anh chị mình ơi. Em giao lưu với mình là một mai nhị ngọc toàn ha. Cây này thì nó lên nút nụ là thôi rồi luôn cả nhà. Nó nhiều quá cô chú anh chị, nó rất là nhiều nụ luôn nha. Ngọc toàn thì cô chú anh chị cái lá nó hơi mỏng mỏng á cô chú, nó ra lá nó khi mà mình chỉnh sửa mình đi dây á, khi ngoài nắng là nó sẽ bị cháy lá một số lá nha cô chú, giống như vậy nè ha. Rồi mình có thể là mình vặt cái lá đó mình bỏ luôn ha. Rồi mốt nó lên lá mới nha cô chú anh chị, không sao ha. Nếu mình để luôn cũng được, mình để thì cây nó nhìn nó không đẹp không cô chú anh chị, nên là mình vặt luôn ha. Đó, vặt xong rồi nó sẽ lên lá mới, nó búng tục mới như thế này nè cả nhà. Cây hoàn toàn khỏe mạnh cho mình nha. Rồi cây này thì cái đường lắc thân nó khá là ok cô chú anh chị mình luôn nè. Cây quái cây nha, cái này là thuộc dạng quái cô chú anh chị. Cái đế nè, ồ cái đế xuất sắc luôn. Hết sảy con 37 luôn cô chú ơi. Nè, nó cắm xuống không ha. Cái nơm của nó cỡ hai mấy á, gan tay em cả nhà nó hơn xíu ha. Nè, hoành thân chắc nó cỡ 15 á cả nhà. Hoành thân cỡ 15 ha. Củ đế chỗ này chắc hai mấy quá. Tổng đế chắc cỡ 4-50 ạ. Đó, em không có cây thước cả nhà cô chú mình nè. Nếu mà xem mình vui lòng á, mình cần cái thông số cụ thể á, mình nhắn giùm em ha cô chú anh chị ơi. Thì em độ chừng thì nó cũng khoảng tầm đó đó cô chú anh chị, tại cũng ước lượng được á cả nhà. Cây đế nôm khá là quái, khá là duyên luôn, và đặc biệt là giống mai nhị ngọc toàn nữa ha. Hoa của nó thì nó có 3 mặt hoa luôn nè, mặt hoa màu vàng ha cô chú anh chị.
rồi nửa vàng nửa kem và mặt hoa màu kem á, nó gần vàng của chú, cái là thường nhất ha. Thì nửa vàng nửa kem thì nó chiếm phần trăm tầm khoảng chừng 15-20% thôi cả nhà. Cái đó là dạng đột biến nha, đa số là bông màu trắng kem nhiều, màu vàng nó cũng ít nữa cả nhà. Tuy nhiên là nghị ngọc toàn bên em cả nhà, màu vàng nó sẽ thiên về màu vàng nhiều hơn nha. Nó nửa vàng nửa kem cũng có nha cô chú anh chị. Đây, cây này em giao lưu cả nhà mình giá là 2 triệu ạ, em bao ship tới nơi cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cây như thế này ha. Rồi cô chú ơi, mỗi một cái hóa đơn ngày hôm nay cô chú, mỗi một mã ngày hôm nay á, thì em sẽ kèm theo tặng cho cô chú anh chị mình là một ký phân dưỡng nụ nha cô chú anh chị. 1 ký phân 15-20 nha, mình tạo nụ cho cây luôn nha. Rồi cô chú anh chị mình liên hệ em qua số điện thoại chốt đơn cả nhà, em sẽ ghim trên tiêu đề nha cô chú anh chị ơi. Mong là cô chú anh chị mình xem clip á, mình ủng hộ cho em nha. Rồi em chào tạm biệt cô chú anh chị mình, chúc cô chú anh chị mình có một buổi tối thứ bảy thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha, thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha cô chú anh chị. Đó, vui vẻ, thật là vui vẻ luôn. Dạ rồi, em chào tạm biệt nha.